này là Field of Honor. Anh này mấy cái tượng đài ghi danh đồ, kiểu như Việt Nam mình đang ghi danh. Có cái cây là US Air Force này. Giờ tụi mình đi. Đấy. Đó, cái đây là nó có chữ thank you rồi đó. 225.000 người ngã xuống rồi đi. Đây nó có ghi hết. Thấy không? Cái view rất là đẹp luôn. Mình không biết mình có đó. View đây. Cái cup park này có cái em bé của mình á. Ra đi. Wow. Yeah. Con đứng đây, trời ơi, đẹp gái dữ vậy. Hả mẹ cả. Đi dẫn cho em đi cho nó mát. Đi chơi cho. Đó này. Chỗ này à. Chỗ này là có xe, có máy bay nè. Thì tháng này cuối tuần này là Memory Day rồi. Ngày tưởng nhớ. Thì gần nhà Quỳnh nó có mấy cái này cho nó. Bà bí bà trốn. Đấy con. Có center cho em bé nữa, tí nữa mình cho chồng Quỳnh nói. Ok. Đây. Đẹp chưa? Ở trên tất cả mấy cái bục nhỏ này á, người ta có viết những cái lịch sử các bạn. Mấy cái bục như vậy nè. Đó, mấy cái bục mà người ta viết những lịch sử. Đấy. Đây là cái chiếc xe. Đấy. Đây.
toàn cảnh này đẹp chưa? Chỗ đây nó hơi bị ngược nắng. Đấy, con bé của mình nè, đây thấy không? Chỗ đây là toàn cảnh nè. Đấy. Quá là đẹp luôn. Cách nhà mình có 5 phút thôi. Wow, Thao con ơi. Đây là những cái huy chương hay cái gì đó, nên cái nó làm giống huy chương á. United States Coast Guard. À, quá trời luôn nè, đẹp quá ha. Nhìn nó sang như sợ. Đây. Đây là toàn cảnh này, đẹp quá. Đây toàn cảnh. Hôm nay dẫn đi cho biết thôi. Đẹp đúng không? Center, bây giờ mình sẽ dẫn đi em đi chỗ center chơi coi thử cái gì không ha. Đây phong cảnh ở đây đó các bạn. Yên lành ghê chưa? Cây cả. Yên lành. Mình đi chưa được 9 giờ hơi nắng. Đó. Có hồ nước này. Ở đây có cái center. Mình chưa biết nữa, để mình coi thử. Đông lắm, trời quên lấy mũ đi. Quên đeo mũ rồi. Wow. Này con. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Có con vịt nữa kìa. Đấy. Từ đây nhìn vô hơi nắng nè. Từ đây hướng này, hướng này chưa thấy không có nắng nè. Con vịt nè con. Hơi lọt cái chầu chưa? Wow. Yên lành hơn. Bà biết mình là lọt xuống rồi. Wow. Lọt. Mình đang ngồi phơi nắng. trong lành. Trong lành luôn. Ở phía kia bây giờ mình sẽ dẫn bé đi, mình ngồi nước trong luôn các bạn. Wow, quá trời là đẹp quá. Ok, dẫn em đi. Thì cái này là nó sẽ có cái trail. Mình sẽ đi vòng bờ hồ nha các bạn nha. Buổi sáng sớm mình đi. Đi sớm thôi chứ giờ mùa hè rồi. Hơi nắng. Nghe tiếng chim kêu, vịt cạp cạp. Rất là thơ mộng. Bây giờ mình sẽ dẫn nha. Dẫn em đi vào trong cái Chandler Natural Center. Nó mở cửa rồi nè. Đấy. Còn cái đây là gì? Nó ghi là nó có những cái event các bạn. Air quality nè, nó có event nó đưa cho mình coi. Hả? Giờ mình sẽ đi vô trong ha. Đây. Nó mở cửa nè. Nó có là park exhibit activity outdoor. Ok. Giờ mình đi vô. Ở trong này. Cái này.
chụp hình được luôn. Mình sẽ bỏ donation trong đây luôn này, nghe không? Xin tờ cho em bé này, cọp táo này, the butterfly. Rồi, bà chân xuống. Bà chân xuống. Ok. Ok. Thôi đến đây mình kết thúc video của Quỳnh ha. Thì mọi người ở gần Lindsay với Rick thì đã ở với Gilbert đó, thì các trên L Gilbert thì các bạn ghé ha tham quan. Nó có chỗ là Cooling Center là nó có những cái con vật đồ natural các bạn. Thì có cái lịch event cho em bé nữa, trẻ nhỏ nữa. Thì rất mong mọi người ủng hộ video của Quỳnh nha. Bây giờ mình sẽ đi về. Trời nắng lên rồi. Trời Arizona chuẩn bị nắng 100 độ lên rồi. Bye mọi người nha. Nhớ nhấn nút like và subscribe cho kênh Quỳnh nha. Bye.